trời khán giả mừng quá nè. Ừ, đẹp, quá đẹp luôn, im lắm, quá im tiệm mà đi bài luôn mà chứ phải mùa đổ đóng đâu. Tiệm nó vậy mà hết sức dày, đi mỏng là kêu bèn 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 nó sập sập này quá quá dày. Có thầm tám đó, bạn nội thầm tám anh cũng tự mua đấy, với vợ chồng bắt giờ mới lấy lấy cái xài. Lỏng bỏng lâu yêu rồi không được. Để nói gì bảy chữ không ta? Không đâu, không đâu. Đó là hãy chia sẻ mà. Con nấu gì nè, để cho mẹ thấy không phải con là con rể mà con nấu, không phải con chỉ dạy gì, con nấu gì là mẹ dòm theo. Mẹ nấu cho mấy đứa em con nó ăn. Để mẹ nấu nhiều khi không có đậm đà với hai em con ăn nó không có vô. Ăn có miếng miếng nó bỏ à. Bà nấu như con bọc ngọt đường phải sắc 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 vô chút xíu nữa. Bà đừng có nấu mà yếu tay cái là nó dở ẹt à. Nấu gì bây giờ bà biết không? Biết ha. Rồi bà nấu đi ăn con gì đi, bà hết rồi không hay. Bà muốn cần gần ghế xuống tới nhà bà luôn, chỉ bà đi niêm từ miếng nấu cho bà đó. Để gia vị là rồi mày dục vô y gan nha, quá dữ rồi là rất là ngon. Đúng rồi, mà thường thường nghe theo như kinh nghiệm tôi thấy nghe ông Hữu, đàn ông mà chịu nấu ăn á ha là còn ngon hơn phụ nữ đó. Dạ thiệt. Dạ quán nào mà đàn ông làm đầu bếp là tôi bảo đảm là ăn là ăn được nữa, thấy không nè. Quá dữ luôn nè, quá trời luôn nè, chịu rồi đó, quá trời có lý ha nghe. Có lý bà chịu. Quá dữ, quá dữ nghe, chịu rồi nghe, chịu rồi, chịu rồi. Chồng làm món này ăn bộ có lý, cười tủm tủm kìa, cười tủm tủm kìa đó. À, nãy giờ thấy nghe không ăn phải cao gì chứ vậy? Có phải cao rất bọn đó. Ừ, ăn phải cao đi ha. Ừ. Cao cho nó bổ. Ăn phải cao cho nó bổ vô. Đúng rồi. Phải ăn phải cao lắm. Ừ. Bảo măng da. Trời ơi, vợ chồng tình tứ thương nhau ghê chưa? Đó. Biết không em? À đừng nói chuyện ăn. Ngon hả dạ? Quá ngon luôn. Có 90 ngàn hả, tổng cộng hả trơn, hoành tráng khán giả. Trời ơi, nhiều đây mà có 90 ngàn hả? Có 90 ngàn. Trời ơi, chia sẻ luôn kìa. Có 90 ngàn bạc thôi, vừa gao vừa thịt luôn, vừa chao vừa đường bột ngọt vào ăn luôn. Mà chỉ có 90 ngàn thôi. 90 cành thôi. Trời ơi, rẻ vậy. Mà nó rẻ như vậy đó, gỗ gao là có mấy ngàn bạc đâu mà gỗ gao cũng sủng nè. Đi ra ngoài là cái lẩu này 200 gỡ, 300, ừ. Mà không được gì đậm đà gì nữa, mà nhiều thịt nữa. Còn đây là một đống nè, không có hết đâu. Ôi quá trời luôn, nội ơi. Được phân nửa đó khán giả. 90 ngàn thôi đó. Cái này dịch này còn nè. Rồi ăn đi, rồi, dạ. Rồi ăn đi, rồi. Để anh thấp cái đùi cho em ăn. Trời ơi, nghe cười hí hí rồi. Phải à. Thấy ông chồng làm ngon quá, hí hí rồi ha. Đây, gắp cái đùi cho em ăn đây, cái đùi nè. Chặt lại đó. Bởi vì còn cái gì bằng hơn nữa là anh Hữu hả nghe. Phải không? Nhiều quá phải không em? Nghe ngồi cười á. Chồng nấu vợ ăn gặp đầu khen ngon hả nghe. Quá dữ luôn. Im không? Im không? Không. Im. Phải nói không tôi chạy bắt dép à. Không, muốn nó ngon thật không dạ. Ngon lắm. Thấy là ok rồi. Quá dữ rồi. Nhìn nước là nhìn nước bốc được cái mùi này. Nhìn cái cục cà cao với nước thôi là chuyên nghiệp rồi. Quá chuyên nghiệp rồi. Nhìn cái mùi nước là biết mặn mòi liền, cái mùi hơi bắt ra là biết vừa ăn liền khán giả. Mặn là cái mùi hay nó cắt. Hay rồi. Vớt đi em. Vớt đi em. Vớt hết đi em. Vớt hết đi em. Ăn nhờ nghe không? Ăn đi trên nhờ nghe không? Nè biết có biết là được còn nguyên không? Nó bể đâu. Bể ha. Không. Hay ha. Do mình để sau ha. Dạ. Đúng không? Ồ, bên này thấy ngà ngon, ha, ngà lùa dưới ra. Ngà lùa lùa kìa. Bởi vì vợ ăn mình á. Bời quá bời ha. Ăn đi em. Cho chừng cái lóc nhảy ra Mẫu ơi. Cái lóc nhảy lên bờ. Ê ê ê. Cái bụng nó Mẫu ơi. Cho nó ăn Mẫu ơi. Mới ăn tối rồi. Ăn tối. Trời khán giả mừng quá nè. Ừ, đẹp, quá đẹp luôn, im lắm, quá im tiệm mà đi bài luôn mà chứ phải mùa đổ đóng đâu. Tiệm nó vậy mà hết sức dày, đi mỏng là kêu bèn 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 nó sập sập này quá quá dày. Có thầm tám đó, bạn nội thầm tám anh cũng tự mua đấy, với vợ chồng bắt giờ mới lấy cái xài. Bởi nó hồi để đám tiệc đi, tới đám đại thắng mới lấy gà đó yến con nữa hả?
ăn nữa. Trời ơi. Trời ơi. Ăn nữa. Bốn ba chén cơm ngồi ơi. Quá khỏe. Dạ ăn nữa. Ơi. Quá khỏe quá khỏe. Ăn nữa. Gì vậy? Dữ vậy? Ờ ăn nữa đó. Khách này nữa nữa nè. Đói quá nè. Chứ sáng giờ đâu có ăn gì cũng bụng đâu, uống cà phê với bà đau bụng quá. Có làm cực khổ thì có ăn ha. Dạ, hay để nước lên bỗng giờ đặc bẻo thấy chưa? Đúng rồi. Thấy không đó? Không lấy nước sao được. Đúng rồi. Ăn đổ một hồi vậy. Đổ một hồi quá cắn dở rồi, ngon quá cắn dở. Ngon lắm, 90 ngàn là ngon hết, ngon rồi. Không bốc mùi lên thơm thiệt ta. Thơm hả? Thơm lưng luôn á. Khéo. Khéo quá khéo rồi. Dạ, bốc cái mùi lên là nếu mặn lặt anh biết liền. Mà anh biết liền xong biết nó mà, có mùi nó ngon. Bốc ngăn là mùi mặn, mùi lặt là anh biết mùi này rất là ngon. Thơm béo. Dạ không em? Chịu ăn đó. Thôi, ăn vài thấy không? Nó giờ mới ngưng rồi. Ừ, bây giờ thôi ngưng rồi đó. Bữa ăn vài mình biết rồi đó, tôi ngưng rồi đó, ba ăn được. Thấy chồng mình nấu ngon, mình ăn ngon miệng hay sao nghe. Bởi vì do ông chồng cũng khéo quá. Cái gì ông cũng khéo quá trời không hổ. Ăn nghe. Ôi. Hoàng công nhận nhìn thấy thèm thiệt má ơi. Gì, Nga nghĩ hay gì rồi? Uống nước đó. Chưa đâu. Dễ gì, dễ gì, hai chén là chén là thứ hai nè. Chọn miếng bún nó kìa dớt luôn cho hết luôn. Chứ bạn không ngon là ăn chén là một rồi không nha. Đúng rồi, đúng món rồi, đúng món rồi. Món ba. Đi đúng quán, gặp đúng quán, đúng bạn, ăn đúng khẩu vị luôn. Quá dữ. Ủ gan mà mẹ, có lẽ tụi con bà bảo phải đó, ăn uống đi gan luôn. Ừ, nớt này gan vậy đó, phải không? Đi gan luôn. Đúng rồi. Nớt cũng đi gan luôn ha. Đi gan nớt đấy. Đi gan tôi luôn, tại vì tôi với mẹ đi gan, tại vì mẹ đã đẻ tôi phải á. Còn phải lộn. Trời ơi, lùa dữ không hổ. Trèo quá trèo không hổ. Trèo dữ lắm, trèo, trèo dữ lắm. Ừ, tới Nga đó kìa. Lý qua Nga ơi, cười chấm chấm hoài ha. Bữa nay ông chồng cũng chỗ tài, ông nấu trời ơi cái món y xì luôn ha, ngon lành cành đào luôn nha. Hôm bữa lại có chén mà bà nay ăn hai chén luôn. Quá dữ không hổ ơi. Sớm giờ là 3 chén bún, 3 chén cơm. Khủng hoảng chưa, 6 chén rồi. Trời ơi. Do mình sức khỏe mình ăn mạnh là mình làm tốt ha ông hổ. Dạ. Thấy rồi, thấy rồi. Sao một con gái hết ha. Lắc 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 kìa. Cười gà gà. Hổ hổ lên căng à. Lên căng nha. Phát tướng thiệt bộ. Ừ, phát tướng. Mặt trên 8 kg rồi. Sắp lên rồi đó. Phát rồi đó. 8 kg. Vậy là sắp sửa chúng độc đắc tới đó hổ ơi. Dạ. Hàng ngày dèo quá sắp lên đó nghe ông hổ. Hàng ngày có chữa số không? Có thùng bắt đầu. Ừ. Ngày tận tờ ha. Dạ đủ rồi. Rồi sao nghe anh thôi hả nghe? Ta mệt con ngồi chút có thở gì đó. Thở thở hả? Ăn cũng thở nữa hả? Chút ăn nữa. Trời ơi, mới thấy được nha. Thở lấy hơi vô làm tiếp á. Ăn cũng nghỉ nữa. Nghỉ ngơi chút. Giả lao phải không? Ừ. Ăn cũng giả lao nữa. Trời ơi, ăn cũng giả lao nữa hả? Tiếp qua. Ừ, ơi. Tắt bếp được rồi ha. Ừ, tắt đi, tắt đi. Tắt đi, tắt đi, tắt đi. Phút cuối rồi. Cuối rồi. Ừ. Phút chín cạn rồi. Ừ. Dạ. Ừ. Ăn cái này là chiều khỏi ăn không hổ? Hay là ăn sao? Chảo luôn đó. Vậy? Khỏi ăn, đói ăn nữa. Trời ơi, dữ vậy đó hả? Ừ. Ăn lắm. Bởi vì 90 cành đâu có dừa đâu phải không? Bữa bữa là bữa cơm có 2 ngàn cho hủ ăn không mà. Bữa bữa là cơm có 2 mấy ngàn à. 27, 28 mà. Bữa nay là cơm là 90 cành. Vượt qua đèn đỏ. Vượt tiền đỏ liền. Dạ. Bởi vì cố ăn cho hết ha. Cố gắng ha. Chứ mình bỏ phí là quan phí tiền phải không? Dạ. Ngày bán cái số đúng không? Dạ. Trời ơi. Hủ không có bỏ gì trơn đâu mọi người. Chỉ cái xương là cho chó còn chê đó mọi người. Ăn trong sầm chậu luôn. Nội ơi. Quá dữ rồi hủ ơi. Trời ơi, tới nghe cạp nữa kìa. Khỏe rồi quá ta ơi. Khỏe rồi đó, khỏe rồi đó. Khỏe rồi không? Bây giờ nghỉ mệt đúng không? Dạ. Còn tại phan 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 xuống xuống dữ chưa tổ ức cái xuống xuống trời phải cười ha. Tâm lý của Nga là như nó vui với ta bữa nay á, mình vui lên mình sinh con ra nó vui theo mình đó Nga. Ừ, nó lanh chanh giống như hủ, rồi mình buồn nó sinh con cái buồn hiu à. Mình cố gắng sao mình vui vẻ mỗi ngày á, con người mình nó thần thái nó tốt, đẻ em bé nó tốt. Uống nghe gột gột hổ. Ơi uống nghe có nhịp có điệu đàng hoàng ha. Mập dữ à. Ơi. Mập quá, mập mà phết mắt ra này. Ơi. Dạ dạ. Gì nghe. Gì vậy? Gì vậy? À, không cho người lớn. Ơi sợ hả? Sợ. Không cho người lớn. Trời ơi.
khí khí rồi ha, nghe cần khí khí rồi ha. Nghe nó cười tươi, nhìn nó tươi hẳn đó không? Nó cười tươi nhìn nó đẹp quá chứ. Nghe 4.000 không hết cả rồi, thiệt à. Vậy 4.000 không hết đâu. Vậy 4.000 cái rồi không hết á. Anh 4 người ăn hết hả? Dạ thiệt à. Giỡn hoài. 4 người ăn á nè, hai chồng em với hai anh không hết á. Ừ, còn nhiều lắm á. Nhiều lắm. Thì nấu chao mà. Gái ăn cho hết 90 cành nghe không? Để không hết ổn. Dạ. Hết không? Chiều hết không? Chiều không hết hả ngày mai? Dạ. Bà nói xế gì đó. Ơi, từ rồi sao mày cười quậy nha. Vô em cứ bây giờ bóc cục đó. Hiểu rồi, hiểu rồi. Vô cục ra bóc cục á. Rồi hay chi. Bởi vậy phải chí. Xíu giờ bắn số phòng nào bị sợ là với bà. Để biết không? Phải đi ăn bóc miếng. Còn món phải khẩu của bà đó phải không? Gan cục vô cục đó. Ừ. Ngồi đi bắn số này ha, rồi ngày mai bóc ăn chân. Có lý nha. Có lý à, có lý à. Món bà thích là bà phải là gì đúng không? Kìa bà ngồi bà cười hoài kìa, bà nghe bà cười hoài kìa. Vô cục gan cục nha. Chúng rồi đó nha, chúng mạnh rồi, chúng bón luôn rồi, mái bắt cừ đó nha, làm rất là vừa ăn ăn không cũng béo nữa, gãy đúng chỗ rồi đó, đúng chỗ rồi, đúng chỗ rồi đó, đúng rồi không gan, đúng rồi đó, ơi, nó đúng rồi gan, ơi, đúng rồi rồi nó cừ cừ ha, thấy rồi, tắm không giả, cừ nữa kìa, bắt cừ đó, ơi, như tắm không giả, dữ dằn ha, dạ. Cười hoài luôn ha, cười hoài ha. Thấy khổ sao cười hoài nha. Vui ha. Thành sao? Trời ơi. Lóc phóng ra khổ ơi. Dạ. Lóc bự quá. Lóc phóng khỏi bự. Trời ơi. Mình ăn thì nó dính đói đó khổ ơi. Thứ sạch đàn con. Thứ sạch đàn. Nghe nó phải cười hoài, chúm chúm hoài kìa. Chúng tâm lý nghe nó vui. Có bầu hổng gài đâu có ấy nữa, bả không cho. Hạn chế lại. Hạn chế lại. Bên sao làm cho bả vui có cười hoài á mới quan trọng. Lưng tháng mấy này đó. Ừ. Mà có giúp nhữ bả cắn cái nè. Trời ơi. Chị nghe nó có sợ, muốn hí mấy bà số đó. Ừ. Nói ông ham của lạ là mắt vợ trẻ đó nghe, con nghe nói gì đó, chính nghe nói mà. Ừ. Đúng không nghe? Ham của lạ là mắt vợ trẻ đó nha. Trời ơi, nó cái này không đắng nha, ngon hết sức ngon. Sao? Không có đắng. Ừ, không có đắng ngon hết sức ngon nè. Ủa sao tắt queo rồi. Đó thì hôm nay nghe nó vui đó mọi người, nó cười te tát hoài à. Dạ. Đó, nãy giờ nó chưa được ăn ngon nay ngủ bán số nó gom tiền hết nó mua một con vịt thai cao đồ 90 cành đó mọi người, nó làm cho nghe ăn bữa nay nghe ăn hai chén luôn. Đó một bữa ăn con chén à. Một bữa ăn con chén ha. Phải ra vô, phải ra cái này lấy nồng mới ra nấu luôn. Ừ, quá dữ. Dạ. Vậy là hạnh phúc phải không hổ? Ừ. Rồi ăn ngon miệng nha. Dạ. Thôi rồi, chúc hai chồng ăn ngon miệng nha. Chào khán giả. Rồi chào nha. Rồi. Quá dữ rồi.